Từ 0 giờ ngày 17 tháng 5, Bắc Ninh sẽ tạm dừng sử dụng khoảng 30.000 lao động đến từ Bắc Giang. Theo ông Mai, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, quyết định trên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa người nhiễm COVID-19 vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Trong khi đó, hiện Bắc Giang đã yêu cầu ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo tới lao động là người tỉnh ngoài trong giai đoạn hiện nay không di chuyển về quê hoặc sang tỉnh khác để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị những người đi, đến, về từ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày mồng 3 tháng 5 đến nay tự cách ly tại nhà, liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, lấy mẫu xét nghiệm. Tính đến 6 giờ ngày 17 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 255 ca nhiễm COVID-19, Bắc Giang 336 ca,